location.
ប្រជាជនពួកនឹងមកពីប្រទេសណាណាយើងចង់មើលដឹងថាតើពួកនឹងមកពីប្រទេសណាអ្នកដែលចូលមើលវេបសាយនេះយើងនឹងបាទនេះមាន United States គឺ 24 អ្នកនេះ United States នេះ 24 អ្នកឃើញទេយើងមើលទៅ United States 24 អ្នកយើងคลิกលើវាទៅឃើញអា QQ នឹង Canada 3 អ្នកណា Canada 3 អ្នកទៅឃើញហើយនេះ រុស្ស៊ី 2 អ្នក បាទ យើងមើលនៅក្នុងផែនទីក៏ឃើញដែរគេណាទី 24 អញ្ចឹងយើងមើលនៅទី 24 ជប៉ែន 11 អ្នកយើងមើលរួមជប៉ុនហ្នឹងណាទីជប៉ុនបាទសំឡុកណាទេជប៉ុនណែជប៉ុនមិនទូច1បាទជប៉ុន 11 អ្នកបាទ chừng nông nắng Thailand 3 nè Bulgaria 2 nè bà South Korea rồi hàng thứ 4 của mùi nè Germany 5 nè bà nó cứ bắt tay đại bàn chung mà mơ bẹp xa bà dưới dạp bê đập buôn thằng ngày nâng nè màu bì bắt tay họ nâng nè Rusi ấy nó Rusi 2 nè nâng bà hay mơ hay chừng សម្រាប់ real time យើងមើល real time មើលឡើយហ្នឹង real time មានន័យថាពងមើលឡើយហ្នឹងគឺអា real time ពងមើលឡើយហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកចូលមើលឡើយហ្នឹងគឺកំពុងតែមើលហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកមើលទេអត់មានអ្នកមើលទេ សម្រាប់ today ថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមានប្រមាណនេះ view មើលខ្ញុំមើល page view សម្រាប់ page view ថ្ងៃហ្នឹងប្រមាណនេះ សម្រាប់ពេលវិយុថ្ងៃហ្នឹងគឺ175អ្នកបាទបាទយើងមើលតាមហ្នឹងទៅមានថ្ងៃហ្នឹងមានយេសដេឡាសហ្នឹងបាទមួយឆ្នាំមុនអញ្ចឹងបាទមានម៉ាអ្នកម៉ាអ្នកបាទហ្នឹងហ្នឹងសម្រាប់ត្រាប់វិញដែលយើងត្រូវដឹងហ្នឹងហើយមកពីណាវិញហ្នឹងណាយូសឺហ្នឹងបាទយូសឺ86អ្នកនឹងយកពេលមួយឆ្នាំអត់ 83ហ្នឹងទៅដែរយូសឺចិត្ត11អញ្ចឹងតាមពេចហ្នឹងវេបសាយហ្នឹងខ្ញុំទំធ្វើទេណាវាទំយូសឺបុកបានប្រមាណអ្នកហ្នឹងហើយអរគុណនឹងហ្នឹងណាយកវាយនេះហ្នឹងបាទហើយដើម្បីយើងមើលអានគូហ្គលអានាឡៃស្ទីកហ្នឹងបានលុយត្រាណាយើងតម្លើងវាណាយើងចូលតម្លើងវាមកបាទនេះចោលខ្ញុំចូលតម្លើងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាត្រាពេច ញ៉ាប់វេបសាយថ្មីនេះខ្ញុំទៅបង្កើតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកយើងចូលមកដាក់យើងចូលមកវេបសាយហ្នឹងដើម្បីក្នុងនេះគេក្នុងនេះតាន់តម្លើងអា Google Analytics ហ្នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអានាឡៃបានវេបសាយប្រដៅវេបសាយរបស់យើងមកយើងត្រូវតម្លើងវាអញ្ចឹងយើងចូលមក analytic ba king ta google analytic mo google analytics ba nung ke jeung khoy ni google analytics dashboard for wordpress ba jeung yo nung mo jeung install ve mo ba ha user prae million chieng million neak chieng neak prae prae aeng jeung damlang ve mo ba pa to pi damlang hay jeung active ve mo bảo ad thiếu cái dương cười nè ad thiếu cái màu cái gì vậy nè là lại xì mấy toàn miếng lâu về mà đỏ lại bà mấy bàn viên đang máu dương thử đồng mấy thôi dương chua đặt spot nó lấy dương làm lại dương chua mà đặt spot dương là ba spot dương cái toàn như vậy sao dương toàn chọp chìm mùi nằng chìm mùi nằng dương là khâu này dương thử ví dụ này chẳng nông nắng dương toàn cười như vậy đừng ngó việc toàn hai nhỉ chứ đồng mấy ở vô hai thì analyze stick đang bán ឬតាមដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយអខោនអញ្ចឹងយើងជួយមើលអាគាត់ភ្ជាប់ជាមួយអខោនណាមួយដែលយើងចង់វ្យូណាគឺប្រើ account Google ណាគឺ Google Analytics អញ្ចឹងយើងប្រើ Gmail Gmail ហើយយើងបង្កើត Google account Google អញ្ចឹងយើងចូល general កាត់ Gmail មក general ហើយបន្តមកយើងយកនេះ plug in analyze it authorization ណា
mình thấy cứ dương bị trô lời nà nè đại miền sứt ông ca ăn lại lần chứ nhưng trô mà dương trô chỉ mua email bao giờ mà nè chấn đồng bay trô bán dương thử lại ní thì thử add code nè nâng chấn dương ở toàn miền cô đây luôn ta lại xuyên shop thân bằng dương miền code nè accept code á cứ dương vô code bị Google là bao dương á là mà do mình lại website nâng chứ dương trô từ Google mà đồng bay ăn lại Google ăn lại mà đồng bay dương shop mở ra bao nhiêu nắng chấn mình vừa khỏi đi máu chấn dương alo máu và ai bắt đầu móc những click đi máu copy mà bắt đầu móc về đường liền á dương copy mà nó ok những bạn máu dương copy à excel code này nó excel code đấy chấn dương copy máu hay excel ok lâu sạch sẽ hết block in authorize sạch sẽ nè chân dương mờ seal máu mà tao móc lại tracking code ní nhưng mờ analyze stick hoặc phải analyze stick cứ tag manager có analyze stick chứ analyze thịt nè nhưng vô vô analyze thịt máu chứ nhưng seal máu mà ok lâu dương bà nó dương chôn mà đạt support bên máu bà nó chôn mà đạt support nè dương nâng khơi nhé nha đôi xa dương ở toàn miền nẹ bì dù ấy và xa những miền miền đấy miền bà màn nẹ đi sàn sập bì user phê bì dù xa sập bèm bà dạ bè mà khai nắng lâu dương mưa ngày nắng miền nẹ bì dù today ba từ đấy user mùi và dù mùi nè mình nhận mơ đây hay organizer dẫn miền ấy bà chứ nằm bay dương vừa ca đã lại stick đăng tha website bỏ dương miền đã cho mơ bỏ màn nè màu vì na ấy nâng tam là dễ nâng nhưng đăng cái này dương mơ mà nâng màu nó ăn lại stick nâng màu nhưng nó select nhưng trong đăng tháng ngày nâng mình nhận mơ màn nè hay nè cầm phong tại mơ lắm cầm phong tại mơ vì nè tì nâng nè tì nâng cầm phong tại mơ cứ mà nè nó kia ok chấn người chấn và chấn dương cho bia hai đấy nhé dương chọn đơn ta tao miền nhẹ na kha mơ mà ngày nâng miền là kha mơ ba miền của mà nhẹ mơ ai chấn một miền mà nhẹ thêm nhiều mùi ngày nâng hay dương mơ real time miền là real time miền là thép cầm phong tạm mơ viên tì nâng lầu nâng này cầm phong tạm mơ nâng và cứ nè mà nhẹ và mơ tham dạ đại rành tại đây những cái bên đây tha ở mơ ta mà gì ạ xia tam bị Facebook và dương xia link từ Facebook rồi có tàu tam Twitter vì đây nó đang đại đại vậy bà rồi có refer từ nào mà nè chẳng tam link nhà mấy đang ra đi rồi đây ta sẽ đáp organic vẫn cứ sẽ đáp organic mình cứ ta search tam keyword mình để nhập hàng mình nhá tạm đặt keyword tới sới chôn website đang mình đảo đang organic và chứng ca bằng hành vì đục biệp dừng ca bằng hành vì đục biệp analyze đồng bởi đang thả tạo website bởi dương mình nhạc mà nạc lạc mơ mình bổng mạng nhạc lạc mơ một bình nạc lạc mơ nâng cứ dương thôi ta biệp nâng và chứng mình tập nâng bạc con